Nếu mua vàng SGC vào cuối tuần trước, thì tính đến 15 giờ 30 phút chiều nay ngày 18 tháng 7, người mua đã lỗ gần 6 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới tăng, trong khi đó giá vàng SGC trong nước hôm nay ngày 18 tháng 7 lao dốc không phanh vì giảm hơn 4 triệu đồng một lượng so với hôm trước. Ghi nhận giá vàng SGC tại thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 15 giờ cùng ngày, công ty png niêm yết ở mức 63,5 triệu đồng một lượng mua vào và 65,2 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 3,85 triệu đồng một lượng chiều mua và 2,75 triệu đồng một lượng chiều bán. Công ty vàng mi Hồng cũng giao dịch giá vàng SGC ở mức 63,4 triệu đồng một lượng mua vào và 64,5 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 3,6 triệu đồng một lượng chiều mua và 3,05 triệu đồng một lượng chiều bán. Tại Hà Nội, Công ty png báo giá vàng SGC ở mức 63,4 triệu đồng một lượng mua vào và 65 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 3,95 triệu đồng một lượng chiều mua và 2,95 triệu đồng một lượng chiều bán. Tập đoàn Doji cũng giảm giá vàng SGC đến 4,1 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 3,1 triệu đồng một lượng chiều bán ra, xuống còn 63,2 triệu đồng một lượng mua vào và 64,8 triệu đồng một lượng bán ra. Do giá vàng biến động mạnh, nên các doanh nghiệp kinh doanh vàng kéo giảm khoảng cách giá mua và giá bán đến gần 2 triệu đồng một lượng.